Và ngay bây giờ thì nhân vật đã đến với chúng ta. Chắc chắn một điều rằng là bạn ấy cũng đã sẵn sàng để có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Dạ chào chị. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em hôm nay đến đây để có thể chia sẻ những câu chuyện của em với chị. Những câu chuyện? Những câu chuyện. Nghĩa là sẽ là những cuộc tình? Những cuộc tình thì nó được điểm nét sơ qua thôi. Còn nhấn mạnh vào hai câu chuyện chính. Năm nay mình bao nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay em 24. 24 tuổi mà dự báo là sẽ những cuộc tình lận đó. Cho nên là tính ra là đường tình của mình cũng rộn ràng lắm ha. Dạ, hiện tại thì em đang làm giáo viên. Cũng như là đang làm nghệ thuật, một mảng nghệ thuật. Dạ, vậy em muốn kể cái câu chuyện nào? Và câu chuyện đó nó bắt đầu cái năm mà em bao nhiêu tuổi? Đến bây giờ 24 tuổi thì cái chuyện tình cảm của em nó bắt đầu từ năm 18 tuổi, là lớp 12. Là 6 năm. Dạ. Yeah. Thế thì bây giờ mình kể chuyện tình nào trong số cái trải nghiệm yêu đương đó? Dạ, câu chuyện của em đầu tiên đó là câu chuyện về cái tình yêu đầu đời. Thì cái chuyện tình của em đó là cái chuyện tình đơn phương. Em là thuộc cộng đồng LGBT. Thì lúc đó là em mới lớp 12. Mà lúc đó là mình đã yêu một bạn đồng giới. Dạ. Và cái xu hướng tính dục đó của mình là mình xác định rất là rõ luôn, hay là vì mình cảm nắng cái bạn đó thì mình mới nhận ra vấn đề về giới tính của mình? Thực ra là trước đó em cũng không quen nhiều, không quen bạn nữ nào hết. Và đến đó thì em cảm giác là em thích bạn nam đó. Tại sao mình lại quyết định đơn phương mà mình không tới mình nói cho nó nghe? Thì lúc đó không biết là người ta như thế nào, và mình cũng không biết là người ta có đồng ý hay không. Thì cái chuyện tình đó nó chỉ là như chớm nở thôi. Thì nó lướt qua sau 3 năm đơn phương. Em ơi, nó lướt qua mà 3 năm hả em? 3 năm. Em dùng 3 năm trong đời em để em đơn phương một người. Cái điều gì nó đã giữ chân em ở lại trong cuộc tình đơn phương này lâu như vậy? Là lúc đó em nghĩ là em với bạn đó là học chung lớp 12. Khi mà lên Sài Gòn ở chung trọ. Em sắp xếp cái câu chuyện để em được ở chung trọ với bạn đó. Trời đất ơi, em tâm cơ như vậy luôn. Dạ. Yeah. Nghĩa là mình đã biết mình đơn phương rồi, tại sao mình không sớm rời đi mà mình lại còn rất là kỳ công để được ở trọ gần nhau đồ nữa cho chuyện tình nó thêm sâu nặng vậy? Em không biết là em như thế nào lúc đó, nhưng mà cũng mong muốn là ở chung rồi thấy người ta mỗi ngày đồ đó. Mà xui cái là thấy hoài cái hết thương luôn. Nó cũng được ha. Dạ, thì 3 năm nó lướt qua một cái em hết thương người đó. 3 năm mà nó lướt qua. Dạ. Trời ơi. Thì em hết thích người ta, mà lúc đó em cũng chưa nói ra luôn. Vậy thì cho chị hỏi là mình chưa kịp nói gì. Em theo em nghĩ thì bạn bên kia có biết là em thích bạn không? Cũng có phần nào đó. Bạn đó biết đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó em chưa có nói là em là LGBT. Mà em bây giờ em là cái nào, em là chữ nào trong LGBT nè, kim lớp nè? Em là G. G đúng không? Rồi ok, vậy thì bạn đó, theo em thì bạn đó có vẻ nhận thấy. Dạ. Thế thì trong 3 năm mà gần nhau như vậy đó, những cái gì ở đối phương mà nó làm cho mình thay đổi 180 độ về trục cảm xúc của mình, là từ cái chỗ đơn phương mà qua cái chỗ ghét luôn? Thế thì cụ thể là mình ghét những cái gì nhiều nhiều dần dần mà? Cái quan trọng nhất và mấu chốt nhất là cái người con trai đó không cho mình được cái cảm giác là họ có thể che chở cho mình. Ê, ngang ngược, mình chưa đi tỏ tình với người ta. Không, nhưng mà chị nhìn thấy được cái người đó nó vẫn còn cái sự trẻ trâu, cái sự con nít. Và đối với em thì em không thích cái điều đó nữa. À, có nghĩa là cái vấn đề đây là bản thân người đó là một người không có bản lĩnh. Chứ đúng không rồi. Phải là khi người ta yêu mình mà người ta không bản lĩnh với mình thôi. Dạ. Cái hết thích. Hết thích luôn. Xong rồi cái cũng đâu nói ra đâu. Thì nó giấu kín và nó phai nhạt dần thì thôi. Đó, thì chuyện tình đơn phương và tình cảm chớm nở đầu đời của em nó là vậy. Có nghĩa là một cuộc tình không được nói ra, một cuộc tình sau đó rồi tự hình thành, tự tiêu biến, tự diễn biến, tự kết thúc, mà em lại bận tâm về nó. Cái giá trị mà em có được khi mà mình bước ra khỏi một cái cuộc tình đơn phương 3 năm là cái gì? Thì sau khi bước ra một cái mối tình đơn phương 3 năm, lúc đó nó chỉ là cái tình cảm chớm nở đầu đời thôi. Thực ra mình vẫn còn bồng bột và mình vẫn còn yêu thích một cái điều gì đó, nó mơ hồ lắm. Mà sau này khi mà mình bước ra rồi, mình thấy là mình phải tìm kiếm một người đàn ông nào đó có thể che chở được cho mình hơn. Vậy thì nó vẫn có giá trị. Dạ. Cái giá trị của cuộc tình đó là, thứ nhất là mình củng cố về cái xu hướng tính dục của mình. Dạ. Rõ ràng luôn. Dạ, đúng. Mình không cần phải hoài nghi nữa về bản thân. Hai đó là mình cũng bắt đầu nhận ra cái gu của mình là cái gu nào. Ồ, thế thì những cái bạn mà gần giống bạn này là không phải cái gu của mình rồi. Dạ. Mình không có tin rồi. Thế thì bây giờ rời khỏi cái cuộc tình đơn phương đó, cái hành trình tình trường của mình kế tiếp
là lại tiếp tục đơn phương. Ê, em thích tình công quá. Em làm giáo viên mà em lại thích tình công, muốn người yêu mà không có nói. Không, cái câu chuyện thứ hai này, đơn phương thứ hai này là quyết định nói ra. Đó. Rồi bây giờ lý do gì mà mình quyết định mình đơn phương cái người đó, cái đã nào mình gặp người ta như thế nào? Sau cái 3 năm đơn phương cái bạn đó, thì đến năm thứ 3 là khi mà em lên Sài Gòn là năm 2016. Và đến năm 2019 là em học cao đẳng, thì em tốt nghiệp rồi. Thì khi cái bài tốt nghiệp đó thì em mới có một cái ông anh khóa trên, và ổng hợp tác với em cái bài tốt nghiệp. Hợp tác. Thì khi mà trong cái quá trình mà anh em làm việc á, thì cũng không có, em cũng không có cảm xúc gì ổng đâu. Mãi sau khi em tốt nghiệp xong rồi, cái cảm xúc của em nó cứ trên vên, nó buồn bã. Rồi em coi lại cái hình tốt nghiệp đó, thì em mới bắt đầu là phát hiện ra là cái sự mà buồn bã của mình nó nằm ở đây. Cái sự mông mên trong trên là nằm trên người này. Mình nhớ người ta. Dạ. Mình tương tư người ta. Đúng rồi. Và lúc đó không biết sao mà cứ cứ buồn buồn rồi nước mắt nó cứ chảy rồi. Đa sầu đa cảm vậy đó. Đó. Xong rồi cái mấy đứa bạn nó chơi chung á, nó mới kêu là mày thích người ta thì nói đi. Thì em cũng lấy động lực từ cái mối tình đầu tiên. Thì bây giờ em nói, quyết định em nói ra. Mà xui một cái là ông đó, ông đang đi quân sự. Cái em quyết định là em nhắn một tâm thư dài. Nhưng mà cũng lo ngại là sau cái tin nhắn của mình, không biết cái mối quan hệ của mình với người ta có còn là anh em nữa hay không, hay là không thì nhìn được, mặt nhau nữa. Thì được ăn cả ngã về đó. Không? Trong trường hợp này là được ăn cả ngã về không thôi. Là nước mắt em nó tuôn trào. Ôi ôi, đó. Nước nở luôn. Xong cái em nhắn xong rồi, cái sáng hôm sau em mở điện thoại ra, em nhận được một tin nhắn gãy gọn, giống như một xô nước lạnh tạt vô thẳng với mặt em vậy đó. Là gì? Cái tin nhắn nó hơi khiếm nhã chút xíu. Nhưng mà nội dung của nó là? Là từ chối cái rụp, không có băn khoăn điều gì hết. Và cũng không cảm giác giống như là họ coi cái tình cảm mình đối với họ nó là cái gì đó rác rưởi. Dạ. Nên lúc đó em cũng hơi hụt hẫng đó. Lại khóc tiếp một chập nữa. Khóc tiếp một chập nữa, kéo dài một chuỗi ngày tháng dài sau đó. Thì cái cảm giác đó nó vẫn còn đeo đẳng em. Và nhà anh ấy ở quận 2, lúc đó em vẫn còn một chiếc xe đạp ở Sài Gòn. Thì em mới lấy chiếc xe đạp đó, em đạp đi dạo Sài Gòn. Em đạp qua xuyên qua hầm Thủ Thiêm. Mà lúc đó em không biết là cái cảm xúc nào mà em gan dữ vậy, em dám đạp xuyên qua hầm Thủ Thiêm luôn. Mà không biết là được chạy xe đạp qua đó hay không, em cũng không biết. Cứ đi thôi. Xong cái em chạy thẳng qua hầm Thủ Thiêm, cái em lạng lên trên cầu Thủ Thiêm. Đó, cái em đứng trên cầu Thủ Thiêm em khóc. Em đứng em ngắm về quận 2, em nói ủa sao tự nhiên mình yêu một người mà không có cảm giác với mình. Họ phủ phàng cái tình cảm của mình mà mình vẫn cứ đeo đẳng cái cảm xúc này hoài. Đứng giữa đất trời khóc vậy đó. Khóc, ngắm nhìn lên mắt 81 khóc. Nước mắt em rơi xuống khóc sông Sài Gòn. Khóc mà view cũng đẹp quá ha. Xong cái em đang đắm chìm trong cái cảm xúc đó, thì một anh công an giao thông tới vỗ vai em. Đúng rồi. Cái em đang khóc gì nè, em quay cái mặt tìm nhem qua. Em khóc, ảnh quảng hồn, ảnh dè xe ảnh đi một nước luôn. Đậu xe đó vẫn sai nha. Thì đó em phát hiện ra là em sai. Cái em lấy xe đạp em đạp về nhà. Về tới nhà quên không? Vẫn còn khóc trên đường về. Bẵng sau đó một khoảng thời gian dài, kéo dài khoảng một năm, em quên. Thì một bà chị khóa trên tốt nghiệp sau em, bà mời anh đó làm diễn viên tiếp. Dạ. Thì em đã nhờ em là trợ lý đạo diễn. Thì em ngồi em cũng công tác chung với lại chị. Trong cái quá trình đó khi mà gặp lại nhau thì em nghĩ là chắc em quên rồi, không sao đâu. Xong ai về đâu, khi mà hai người gặp nhau lại thì ký ức nó đội màu sống. Nhưng mà vẫn chưa có gì để nói. Hôm đó cái chị diễn viên đó với anh đó diễn một cái cảnh tình yêu mà hai người làm hoài không ra cái tinh thần của cảnh đó. Cái em mới làm trợ lý, em làm trợ lý đạo diễn mà, thì em mới tức mình quá, em mới lên em thị phạm giùm. Thì em vô em diễn với ảnh, thì em mới đưa tay lên vuốt mặt, kiểu những động tác của hai người đó đang diễn. Thì đó, khi mà làm đó thì mắt nhìn mắt rồi cảm xúc nó ù về, là mong manh tình về, quay lại cái tình cảm ngày xưa một năm trước đó. Thì em về em nghe nhạc buồn, nhạc thất tình rồi không à. Thực sự ra để mà nói một năm trước để quên á, thì nó không quên. Nó chỉ lắng xuống để mà mình còn làm những công việc khác thường nhật thôi. Còn đến khi đó nó trỗi dậy thì vẫn kìm nén cái cảm xúc đó để mà hoàn thành cái trách nhiệm là phụ bài người ta. Nghĩ đến cái chuyện tình với anh này thì em mới nói chết một năm rồi và bây giờ nó quay trở lại nữa. Thì mới nói là thôi, ngày xưa là mình nhắn tin, bây giờ mình mới quyết định là mình ok, mình phải nói tận mặt. Em mới lấy hết can đảm của em và em mới hẹn anh đó đi ra một chầu nhậu. Em có sợ mình lại bị nhận một cái gáo nước lạnh thứ hai nữa không? Em chuẩn bị tinh thần cho điều đó không? Có chuẩn bị tinh thần. Lúc này em không còn mà thất tình mong manh như trước nữa. Mà nó dày dặn hơn nhiều lắm, nó ngang tàn hơn trước nữa. Em mới hẹn anh đó ra đi để mà một chầu nhậu và nói. Anh ra không? Anh hoàn toàn không tới. Và em bữa đó mình đợi quán nhậu bao lâu? Em đợi cũng khá lâu, tới 11, 12 giờ đêm á.
khi mà đi về từ tới nhà rồi đó, lúc đó là em mới nhắn tin cho ảnh là em đã quá làm phiền rồi. Tại vì lúc đó thực sự ra là cái sự tổn thương đó nó đến hai lần. Người ta cũng có một cái gì đó thiếu cái sự tôn trọng. Giả sử như là họ đến và họ nói cho mình ra lẽ thì nó khác. Sao em không nghĩ là người ta sợ hãi? Người ta cũng có nỗi sợ của người ta. Ờ, không biết nữa. Anh cũng rất là sợ hãi vì có thể không biết phải nói như thế nào với em. À, thì khi đó em mới thấy là chắc là em đã quá phiền rồi đó. Nên là em về em nhắn tin là em kêu là thôi từ nay trở sau em không có làm phiền, em không nói tới cái câu chuyện này nữa. Mà đúng thật là như vậy, khi mà về rồi thì nó đặt cái dấu chấm hết tại chỗ đó. Sau cái cuộc tình đó, sau cái cuộc tình đơn phương và nói ra đó, thì nó cũng làm dày thêm cho em về cái bề mặt cảm xúc về tình yêu. Em có sợ hãi tình yêu không? Lúc đó sau hai cuộc tình đơn phương bước vô bước ra các kiểu, thì có khi nào em tự hoài nghi bản thân mình là rồi cuối cùng mình có tìm được cái đứa nào đó yêu mình không ta không? Cũng có, và nó chững lại một khoảng thời gian khá lâu để mà đón nhận cái tình cảm mới. Sau hai lần là mình biết được là mình phải có cái vị thế như thế nào nên ra làm sao. Để bắt đầu mình bước vô cuộc tình thứ ba, thành công rực rỡ. Cuộc tình thứ ba cũng không có thành công lắm. Rồi, dạ, xin mời anh. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình người tuổi sinh năm 82, mình sinh ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Khá là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng rồi, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ tìm bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi được. Nó có đâu thì mình phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận Tư. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn, anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích cái ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại đã ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên ba lệnh, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á, đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, mà đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau, chứ phải giống như bên Việt Nam. Anh làm rồi đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được 1 năm. Được 1 năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có gì nói cái đó để đúng mình tự lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua nói định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, thân ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi, mình nghĩ cũng cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển, gọi là vợ anh cũng người Việt luôn hả?
vợ mình á, vợ mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì em làm công việc gì ở Úc? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale và bên Nguyễn Kim là chủ nhất. Nguyễn Kim, đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Hưng Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có thì mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn coi. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không ồn nào đó. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tế nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con đó, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao 1.5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Mình người ta cũng đã từng ly hôn đúng anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người dạng tình trải, giải khá là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lên, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Nói chung là bạn anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về các một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khác là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để anh không? Thì được bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch, anh hiểu không? Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi. Được. Cho mẹ con em đi, ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Được. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em. Dạ. Anh hiểu em giống như kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người. Dạ. Đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi. Rồi. Anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình
thích cái con người mà có chính kiến, đại khái là như vậy. Không ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Lợi dụng hoặc là cái nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài hả? Không, không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là mỗi tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh. Còn gì nữa? Anh có tài lẻ rồi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao, cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nhàn nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok. Rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được ha. Dạ đúng rồi. Một xíu thôi. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thôi mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí tới người. Hồi nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà, chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Tro ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nát ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình không có ca hát mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn lái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì đối với anh về đủ rồi. Rồi ok, cảm ơn anh Quang nha.